Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Bình luận Giao thông. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ băng phân tích lại video liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc vừa diễn ra đêm 8 tháng 11 năm 2015 tại cầu vượt Thái Hà. Đây là video được lấy từ camera hành trình của chiếc xe Ford Ranger. Có thể thấy anh đi lên cầu với tốc độ lên đến 60 km/h, tức là vượt quá tốc độ cho phép ô tô đi trong nội thành. Khi nhìn thấy xe taxi phía trước, xe Ford đã nháy đèn xin vượt. Vâng, anh ta đòi vượt ngay trên cầu. Tất nhiên là xe taxi không thể đáp ứng ngay lập tức yêu cầu, bởi vì bên phải xe taxi đang có ít nhất 4 xe máy đang di chuyển. Ngay lập tức, xe Ford quyết định vượt phải bất chấp việc lấn làn và có thể khiến cho những người đi xe máy phía sau gặp tai nạn. Đúng lúc này thì xe taxi cũng đảo làn, cục diện trở thành xe taxi đang tạt vào đầu xe Ford. Xe Ford liền chậm lại rồi lại đảo làn rất nhanh. Cảnh này mà lên phim thì 007 cũng gọi bằng cụ. Vâng, đến đây xin nói ra ngoài lề một chút. Tại thời điểm này, trên cầu đột ngột xuất hiện một cô gái mặc quần bò đi xe đạp. Cô ung dung đạp xe lên cầu vượt là nơi chỉ dành cho phương tiện cơ giới. Không những vậy, cô còn hiên ngang đi vào làn của ô tô. Vâng, phải nói là thần may mắn đã quá ưu ái cho cô trong cái đêm định mệnh ấy. Quay trở lại diễn biến chính, lúc này xe Ford đã chạy song song với xe taxi. Anh đã tạt đầu chặn xe taxi lại. Cú tạt của anh khiến xe taxi phải đột ngột dừng lại ngay trên cầu, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng ta có thể thấy sự hoang mang của những chiếc xe máy, tí nữa thì bị hai chiếc xe hất xuống gầm cầu. Quay lại giây thứ 37, đây là thời điểm diễn biến chính nổ ra. Báo VN Express đưa tin như sau. Theo lời khai của các cá nhân này thì trước khi xảy ra vụ tai nạn, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Ngọc Trường đi tập thể hình từ phố Thái Hà về nhà. Khi đến đoạn đường Tây Sơn thì nhìn thấy xe ô tô bán tải do Vũ Anh Tuấn điều khiển có va chạm với xe taxi, nên cả hai dừng xe máy lại và lao ra chặn xe taxi. Hai anh này đi tập thể dục thể hình ở trên phố Thái Hà, sau đó đi xe máy về phía Hà Đông. Khi còn ở trên phố Tây Sơn, họ đã nhìn thấy một vụ va chạm ở cách đó ít nhất là 129m. Họ nhìn rõ cả một người quen ngồi trong xe ô tô từ khoảng cách 129m. Ok, được rồi, thế bây giờ cứ cho là họ dừng khựng xe giữa đường, họ không đội mũ bảo hiểm, họ chạy thẳng đến chỗ vụ việc. Thế thì lý do nào khiến họ phải bỏ xe lại bên đường? Tại sao họ không ngồi lên xe để đi xuôi theo chiều lưu thông để đến chỗ vụ việc? Chỉ có một cách giải thích, những người tập thể hình đều có sức khỏe rất là tốt và họ đang muốn tiêu hao bớt sức khỏe đi. Tiếp tục, tại sao trên camera hành trình chúng ta không thấy hai người chạy bộ nào cả? Và tại sao họ lại đi vòng từ phía đuôi xe lên, trong khi hướng xuất phát lại là ở đầu xe? Chỉ có một cách giải thích, họ đã không chạy trên cầu mà chạy dưới gầm cầu. Đến đầu phía bên kia của cầu họ mới chạy ngược lên. Chỉ có thể là như vậy. Vậy thì hãy thử tính tốc độ chạy của họ. Tốc độ thì bằng khoảng cách chia cho thời gian. Giây thứ 37, chiếc xe dừng lại, cuộc tâm sự bắt đầu. Và ở giây thứ 60 thì họ đã bắt kịp chiếc xe taxi. Như vậy tổng thời gian là 23 giây. Cầu vượt ngã tư Sở dài 237m. Nếu tính sơ sơ thì lộ trình của hai anh chàng Lục Vân Tiên này sẽ là 355m. Tốc độ trung bình của họ sẽ là 13,16m/giây. Kỷ lục thế giới về chạy 100m nam đang thuộc về anh Usain Bolt với thành tích là 9 giây 58. Nghĩa là trung bình anh ta sẽ chạy với tốc độ là 10,4m/giây. Vâng, tức là hai anh Lục Vân Tiên của chúng ta đã phá kỷ lục thế giới chạy 100m của nhân loại. Vâng, xin chúc mừng đội tuyển điền kinh Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã nắm chắc huy chương vàng Olympic sắp tới trong tay. Dự kiến thành tích chạy 100m vượt rào nam của Việt Nam tại kỳ đại hội tới sẽ là 7,3 giây. Ok, đùa thế thôi. Quay lại với chiếc xe Ford. Sau khi chiếc xe dừng lại, giây thứ 51, chiếc camera rung nhẹ lên một cái. Rồi sau đó vài giây, hai anh Lục Vân Tiên xuất hiện trên màn hình. Có lẽ nào họ đã mở cửa xe và bước xuống không? Tại thời điểm giây thứ 60, chiếc camera lại rung lên một lần nữa. Lần này rung nhẹ hơn, trông nó giống như là đóng cửa cốp xe. Liệu có thể nào ai đó đã mở cửa xe, sau đó mở tiếp cốp sau, sau đó đóng lại, đơn giản chỉ là để cho vui thôi. Cũng có thể là những người ngồi trên xe Ford Ranger định tâm sự và tặng hoa cho anh taxi, hoa cải chẳng hạn. Theo lời kể của người nằm trên nắp capo khi chiếc xe taxi chạy đi, anh này đã hét lên rằng: "Cho tôi xuống, vợ tôi sắp đẻ rồi, có gì thì từ từ nói chuyện." Vâng, và đây là cách anh ta từ từ nói chuyện. Công nhận là cách từ từ của anh cũng nhanh hơn người khác cả 100 lần đấy. Cũng lạ là một người có thể chạy nhanh hơn cả kỷ lục của nhân loại, tại sao lại không thể nhảy ra khỏi cái taxi đấy. Chắc các bạn xem đến đây đã chán ngắt câu chuyện thần thoại này. Những cảnh tượng sau đó thì thật là ghê rợn. Chúng ta nên kết thúc clip ở đây. Và sau đây là những điểm cần rút ra. 1. Đi đúng tốc độ quy định trong thành phố. 2. Không vượt trên cầu. 3. Không vượt phải. 4. Không đi xe đạp vào phần đường xe cơ giới. 5. Không dừng lại giữa đường trừ khi xe gặp sự cố.
6. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. 7. Tập thể hình đều đặn để có tốc độ chạy phá kỷ lục của loài người. 8. Cái này quan trọng nhất này, nếu bạn va chạm giao thông với một chiếc xe bán tải hầm hố chở đầy các anh xăm trổ tập thể hình thì hãy bình tĩnh mà giải quyết. Đừng chạy, vì khi bạn chạy bạn có thể gây nguy hiểm cho người khác. Nhớ nhé, đừng chạy, từ từ nói chuyện. Chúc các bạn nhẹ chân ga và an toàn tay lái. Một lần nữa xin chúc mừng đoàn Olympic Việt Nam đã tìm được hai hạt giống điền kinh cực kỳ bá đạo.